về rồi đây. Em có chuyện gì đấy? Sao Tía lại ngồi đờ người ra thế này? Em ngẫm nghĩ, từ lúc mình lấy nhau đến bây giờ, chả biết bao nhiêu lần cãi vã, mà toàn những chuyện không đâu. Thì sao? Hay là mình không hợp nhau? Úi trời ơi, tưởng có chuyện gì. Không hợp nhau thì làm sao mà làm vợ chồng được. Chén để trong chạm còn khua nữa cơ mà. Thôi, em đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mà ai nói gì với em à? Bác Hiền đấy, bác ấy bảo vợ chồng nhà anh Hoài chả bao giờ thấy cãi nhau cả. Họ sống hạnh phúc lắm. Làm gì có cái chuyện đấy. Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Chẳng qua ấy, là bác Hiền chưa nghe thấy họ cãi nhau thôi. Bác ấy ở cạnh nhà anh Hoài mà lại. Anh không tin đến thử mà xem. Vợ chồng họ có bí quyết gì thế nhở? Chả có cái bí quyết gì đâu. Thôi, anh đi vào đây. Còn nấu cơm đi nhá. Lan à, anh đến chơi nhà à? Ừ, có Hoài ở nhà không? Chồng em có nhà anh ạ. Anh ơi. Ơi. Anh Nam đến chơi này. Thế à? Thế bảo không ngồi chờ anh tí. Dạ. Anh ơi. Đây 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 đây, ra rồi đây. Ôi, chết rồi. Ôi, cẩn thận bạn. Anh có sao không? Thế không biết được nữa. Đây đây đây. Thế để lấy cho anh. Chả giúp gì được cho vợ thì thôi. Suốt ngày còn bày thì. Thôi để em. Đã bảo là để anh mà lại. Cũng tại em vô ý cơ, ai lại để xô nước ở giữa cửa như thế? Anh xin lỗi vợ nhé. Được chưa? Em ơi, anh đi đây. Ôi, em sao em để xô nước vô duyên đấy? Để giữa nhà này, anh tí ướt hết cả người rồi đây này. Xô nước để đấy thì làm sao? Anh vô ý còn nói ai chứ? Đã sai một già mồm. Anh nói ai già mồm? Hả? Này! Đấy, khổ thế đấy ông ạ. Chả giúp đỡ gì được cho vợ thì thôi. Này, này, sao mà đâm nó thế? Hoài, tôi biết rồi bạn ạ. Tôi biết rồi, tôi về đây. Còn này. Ô, hôm nay báo to rồi. Tự dưng lại làm việc nhà giúp vợ đấy. Em, anh biết bí quyết hạnh phúc của vợ chồng thằng Hoài rồi. Thế nào? Là vợ chồng mình ai cũng nhận là bản thân mình đúng. Còn vợ chồng thằng Hoài là ai cũng nhận là mình sai. Hả? Hiểu không? Hiểu không? Thế nên ấy, bây giờ em đừng lớn tiếng với anh nữa. Vợ hiền thì chồng ngoan. Nhá. Chồng ngoan thì vợ cũng hiền. Dạ.